Vâng, đồ xương mạnh hùng của chúng em xin trân trọng kính chào các bác ạ. Hôm nay là đồ xương mạnh hùng của chúng em cũng xin giới thiệu đến các bác là một số sản phẩm đồ gỗ Crock Saku mà bên cơ sở đồ xương mạnh hùng có sẵn tại cửa hàng trong ngày hôm nay ạ. Vâng, trong đó là có một bộ trường kỷ song tiện vai cuốn, như là một cây tủ bày đồ chuyện rơi và một chiếc bàn trang điểm ạ. Đó. Vâng, và bên cơ sở đồ xương mạnh hùng của em là có địa chỉ tại Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định. Bác nào ở gần có thể đến trực tiếp tại cửa hàng của em để xem trực tiếp các sản phẩm này. Nhưng bác nào ở xa thì có thể liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại là 07 666 55595 ạ. Em sẽ gửi hình chi tiết cho các bác các sản phẩm mà các bác muốn quan tâm ạ. Đó, và bây giờ vào cổ đầu clip của ngày hôm nay, em sẽ giới thiệu đến các bác sản phẩm đầu tiên, đó là một bộ trường kỷ song tiện vai cuốn này, được cả ốc xà cừ, rất là đẹp luôn các bác nhé. Đó, bộ trường kỷ song tiện vai cuốn này được làm trên chất liệu là gỗ gụ hay là gọi là gõ mật cụ mật ạ. Đó, và thông số kích thước của bộ trường kỷ này, chiếc băng dài có kích thước là chiều ngang là 197 cm và chiều sâu là 60 cm và chiều cao là 106 cm. Nó không thông số của hai chiếc đoạn dài và thông số của chiếc bàn này có kích thước là ngang 63 và dài là 155 cm và cao là 73 cm. Đó, một bộ trường kỷ song tiện vai cuốn này gồm có 3 món là 2 băng dài và 1 bàn, làm trên chất liệu là gỗ gụ hay gọi là gõ mật cụ mật ạ. Đó, mà giờ em đưa máy lại gần hơn để cho các bác xem chi tiết về bộ trường kỷ này. Đó, đây là một chiếc bàn nhé bác nhé, chân là đục chạm đầu lân chân móng ạ, rất là kỹ, là đẹp, nó rất là kênh bong luôn nhá. Chân là vuông là 10 cm nhé bác nhé. Đó, phần bệ được đục cẩn hết các bác nhá. Nó ô chám vào những đường dây leo. Đó, còn đây là một chiếc mặt bàn, bên ngoài là những ô chám vào những đường dây leo, cảm rất là kỹ, ốc giả cử rất là sáng luôn các bác nhé. Đó, còn đây là một chiếc mặt bàn được cẩn một cảnh tích ạ. Đó, mà ốc xà cừ thì rất là sáng, đó các bác có thể nhìn đó, ốc xà cừ 7 màu rất là đẹp luôn. Đó, lát xong là lá một tấm các bác nhá, lá liền tấm luôn, lá dày là khoảng 1,5 phân ạ. Đó, rất là dày, ốc xà cừ thì rất là sáng, rất là đẹp luôn. Đó, và phần những phần bệ đây đều được cẩn hết các bác nhá. Đó, những ô chám và những đường dây leo rất là đẹp luôn. Đó, còn đây là một chiếc băng ghế dài. Đó, cái phần vai trên này, đó, các bác có thể thấy những phần vai trên này cần ốc xà cừ rất là sáng các bác nhé. Ốc xà cừ 7 màu rất là sáng luôn. Phần vai cuốn này, cần ô chám và những riêng leo. Đó, đây là phần tựa chính, thì ở giữa thì được đục chạm là cây là tùng hiêu các bác nhé, tùng hiêu, và hai bên là đục chạm là trúc ạ, cảnh trúc. Đó, còn bên dưới đục cảnh một cây tùng. Đó, và thêm vào đó là rơi ngậm kim tiền, rất là đẹp, đúng là rất là kỹ luôn, mẫu cổ luôn các bác nhé, mẫu xưa, nối xưa. Đó, phần mặt ghế này đều được cẩn hết những ô chám và những đường dây leo liên chi các bác nhé. Đó, bộ ghế này được cẩn hết tứ diện các bác nhé, mặt trước cũng như mặt sau mà cũng giống như là hông ngang luôn. Đó, đây là hông ngang cẩn rất là kỹ luôn các bác nhé, các bác có thể nhìn thấy đâu đó, những ô chám và những đường dây leo liên chi rất là đẹp, rất là kỹ luôn. Chân thì chạm đầu lân chân móng rồi. Đó, đấy, đây là mặt sau, qua sang mặt sau cho các bác coi. Đó, mặt sau được cẩn hết nha, như mặt trước luôn, rất là đẹp, rất là kỹ luôn. Bác nào xem hình ảnh không rõ thì có thể liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 07 666 55595 ạ, em sẽ gửi hình chi tiết hơn cho các bác. Và bên cơ sở đồ xương mạnh hùng của em cũng xin báo giá giao lưu với các bác một bộ trường kỷ song tiện vai cuốn này với giá là 38 triệu ạ. 38 triệu em bao free ship tận nhà cho các bác luôn. Đó, 38 triệu. Tiếp theo có một sản phẩm nữa, đó là một cây tủ bày đồ chuyện rơi, cũng được làm trên chất liệu là gỗ gụ hay gọi là gõ mật cụ mật ạ. Đó, cũng được cẩn ốc xà cừ hết các bác nhé. Phần trên đây thì được đục chạm là một con rơi ngậm kim tiền. Đó, rất là đẹp các bác nhé, rơi ngậm kim tiền.
Đó. Những phần khung bao này được cẩn những đường dây leo rất là kỹ các bác nhé. Nó rất là tơ tóc rất là nhỏ luôn. Đó, và nếu đừng đục chạm chuyện này. Và những cái phần ô này rất là kỹ luôn các bác nhé. Rất là tơ tóc rất là đẹp luôn. Đó, phần trên này thì được có hai ô kính để chúng ta thể bày rượu, bày đồ sứ bên trong đấy ạ. Rất là đẹp luôn. Và phía dưới đây thì có ba ngăn kéo, chúng ta có thể chứa đồ trong đó rất là tiện dụng ạ. Đó. Đó, đây là phần cánh này được cẩn ở cây cúc đó nhá. Đó, cây cúc. Và phần giữa này được cẩn một cảnh Hồng Kông ạ, nó rất là đẹp. Phần bệ, phần chân, chân là chân quỳ rất là đẹp các bác nhá, rất là uốn lượn, rất là điệu luôn, rất là đẹp. Chân thì được cẩn, bệ được cẩn những ô dây leo lên chi là mà ốc xà cừ rất là sáng, rất là kỹ luôn các bác nhá. Các bác có thể nhìn thấy là những cái sợi dây của cái đường này rất là nhỏ, rất là kỹ thuật cao. Đó. Rất là bé luôn mà những thợ cao tay mới có thể làm được những cái chi tiết nhỏ như thế này. Đó. Và bên cơ sở đồ siêu Mạnh Hùng của chúng em cũng xin báo giá cho các bác vào một cây tủ bày đồ chuyện rơi ốc xà cừ này với giá là 20 triệu ạ. 20 triệu em bảo phí ship tận nhà cho các bác luôn. Đó, 20 triệu. Tiếp theo có một sản phẩm nữa, đó là một cây bàn trang điểm ạ. Đó, một cây bàn trang điểm. Được làm trên chất liệu là gỗ gụ hay gọi là gõ mật, gụ mật ạ. Đó, cửa đốc xà cừ. Cây tủ này cũng thời gian cũng khá là lâu rồi các bác nhé. Các bác có thể nhìn thấy màu là lãng ngà, tem rồi. Đó, tem rất là, nhìn có vẻ rất là xưa xưa rồi. Tuy thời gian nó không được lâu lắm nhưng mà cũng còn được khoảng 2-3 chục năm rồi các bác nhé. Đó, liên chiếc này. Các bác có thể nhìn thấy màu nó lãng ngà vàng rồi. Đó, phần trên này được cẩn ô trám và dây leo liên chi này, đúng không? Đó, còn hai phần hộp này đây. Cái này được cẩn hết các bác nhé. Đó, phần mặt trên là được cẩn chữ thọ và một dây leo nó. Đây là những phần ngăn đều rất tiện dụng, người ta là chứa đồ các bác nhé. Chiếc này nó khá cũ rồi, không phải là xưa nhưng mà nó khá là cũ rồi, nên là nhìn các bác có thể nhìn thấy là cái ten gỗ lên rất là cũ. Bác nào muốn sưu tầm đồ cũ thì có thể sử dụng chiếc này. Đó, các bác có thể nhìn thấy chất ốc xà cừ nó lã ngả vàng theo thời gian rồi. Đó. Đây là một chiếc đôn nhé, đôn nó cẩn ô trám dây neo liền chỉ chữ thọ và một cảnh cây cúc rất là đẹp luôn các bác nhé. Đó, chân là chân móng. Đó, mà phần này có rất là nhiều ngăn các bác nhé. Phần trên đây là có ba ngăn kéo và hai ngăn kéo dưới đây là 5, và phần trên đây còn 4 cái hộp này nữa. Đó, rất là tiện dụng cho các chị em phụ nữ chúng ta dùng để trang điểm. Đó, và bên cơ sở đồ siêu Mạnh Hùng em cũng xin giao lưu báo giá cho các bác luôn. Đó, một cây bàn trang điểm chất liệu là gỗ gụ hay gọi là gõ mật, gụ mật này với giá là có 18 triệu thôi ạ. 18 triệu em bao phí ship cho các bác luôn, bao phí ship tận nhà luôn, Bắc Trung Nam mà em đều bao ship được cả luôn, bên em có đội vận chuyển cho nên là các bác cứ yên tâm ạ. Còn bác nào xem video ngày hôm nay mà không đủ đó thì liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại Zalo là 07666555595. Em sẽ gửi hình ảnh chi tiết lại hơn cho các bác ạ. Và bên cơ sở đồ siêu Mạnh Hùng em là có địa chỉ tại Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định ạ. Đó, bác nào có thể gần có thể đến trực tiếp luôn để mà xem các sản phẩm mà bên cơ sở đồ siêu Mạnh Hùng em là có tại cửa hàng rất là nhiều ạ. Đó, đây chỉ là một cái kho chứa tạm đồ thôi ạ. Em còn rất là nhiều những cái kho khác. Vâng, và bên cơ sở đồ siêu Mạnh Hùng em cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các bác trong suốt thời gian vừa qua đã ủng hộ bên cơ sở đồ siêu Mạnh Hùng của em rất là nhiều các mặt hàng đồ ốc lốc xà cừ ạ. Và mà bác nào xem đồ thì hay thấy đẹp thì hãy cho bên cơ sở đồ siêu chúng em một like như là một đăng ký kênh ạ, như là một chia sẻ để cơ sở đồ siêu chúng em là có động lực hơn để phát triển hơn, để đưa lên cho các bác xem những sản phẩm mới cho các bác còn được tham khảo để sưu tầm về nhà mình. Vâng, đồ siêu Mạnh Hùng em cũng xin dừng video tại đây và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo. Xin chào, cảm ơn ạ.